Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà một trệt hai lầu nằm ở phường Thành Xuân, quận 12. Căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang 4m3, sâu 11m, nở hậu là 4m7. Và đây là căn nhà của chúng ta với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, ba phòng ngủ và sân thượng phía trước. Được chủ mới vừa gửi cho Phúc bán với giá là 3.450.000.000. Đây là đường trước căn nhà của chúng ta. Đường này đường hai xe hơi nha quý vị. Phía trước căn nhà chúng ta có một khoảng sân nhỏ 2m dùng để đậu xe máy. Phúc sẽ quay sơ là mặt tiền của căn nhà chúng ta nha. Đây khoảng sân phía trước chúng ta dùng có thể đậu xe máy. Mà chúng tiếp vào chúng ta tham quan bên trong căn nhà, chúng ta có một lớp cửa sắt với kính cường lực. Và tiến vào bên trong chúng ta sẽ có một phòng khách cũng được gia chủ lót gạch lên khoảng hơn 1m. Phía trên là trần thạch cao và hệ thống đèn led. Khi mua căn nhà này, chúng chủ sẽ có gắn một cái máy lạnh để lên cho chúng ta. Và đây là cầu thang của căn nhà thông lên tầng 1 và tầng 2. Dưới đất cầu thang chúng ta có một nhà vệ sinh. Phúc sẽ quay cái nhà vệ sinh cho quý anh chị xem nha. Nhà vệ sinh này chúng ta để dùng cho khách sử dụng và gia đình chúng ta sử dụng. Và tiếp đến là phòng khách của chúng ta với hệ thống bếp làm bằng gỗ và lót mặt đá hoa cương. Đây chúng ta bếp rất là rộng nha quý anh chị. Có một cái bồn rửa chén bằng inox 304. Xung quanh bếp thì cũng được gia chủ lót gạch lên rất là sạch sẽ. Nhà Phúc sẽ quay từ cái phía sau lên phía trước cho quý anh chị xem nha. Phòng khách rất là rộng nha quý anh chị. À, bây giờ Phúc sẽ lên lầu 1. Cầu thang thì cũng được gia chủ lót đá hoa cương và tay vịn thì bằng gỗ căm xe và sắt. Nhà này có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có chiều ngang là 4m3, nở hậu là 4m7. Được chủ gửi bán với giá là 3.450.000.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nha. Đây phòng khách, phòng ngủ ở tầng 1. Rất là rộng. Trong phòng ngủ chúng ta thì có nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh thì cũng được gia chủ dán gạch lên với hệ thống bồn cầu lavabo. Trong phòng ngủ này cũng được chủ tặng lại cho quý chúng ta một cái máy lạnh. Cửa thì làm bằng gỗ tự nhiên. Và đây là phòng ngủ phía trước. Cũng có máy lạnh riêng luôn. Máy lạnh này thì chủ sẽ tặng lại cho chúng ta. Chúng ta về chỉ là mua giường bỏ vô là ở thôi. Chúng ta có một cái ban công nhỏ khoảng 1m nằm ở phía trước. Đây, xung quanh hàng xóm của chúng ta. Và trong phòng ngủ này chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh luôn nha quý anh chị. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng với hệ thống bồn cầu lavabo và tắm hoa sen. Từ vị trí căn nhà của chúng ta ra ngã ba chợ đường khoảng 300m và về Gò Vấp khoảng 4km. Từ vị trí và về sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 8km nha. Một vị trí rất là đẹp nha quý anh chị. Và đây là tầng 2 của chúng ta. Có một cái hệ thống thông gió rất là mát. Và trên đây chúng ta lại có một cái phòng nữa, phòng ngủ số 3. Đây phòng ngủ số 3 của chúng ta.
với trần thạch cao và hệ thống đèn led, cũng có máy lạnh luôn, chủ sẽ tặng lại cho chúng ta, và nhà vệ sinh riêng ở trong phòng. Phía trước chúng ta có một cái sân thượng, ca sân thượng phía lầu 2 rất là rộng nha. Ở đây chúng ta có thể để một bàn ghế đá, chiều chiều ngồi đi uống cà phê hay là nhậu nhẹt với bạn bè thì rất là mát mẻ nha. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà có thể liên hệ với Phúc số điện thoại trên màn hình để tham quan căn nhà và gặp trực tiếp với chủ. Giá này thì chủ sẽ còn thương lượng nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.